Vâng, chào toàn thể quý vị và các bạn. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại gọi là bờ biển của bãi biển Dốc Lết, Nha Trang đấy. Đây các bạn có thấy ạ, rất là đẹp. Đấy. Sóng rào rào, bãi biển bằng cát mịn. Chiều nay rất chia đông người đang tắm. Đây là anh Tân đẹp trai. Quay, đang quay anh ơi. Đây. Nhiều trò chơi. Đây là các nhân viên của công ty cổ phần thương mại Địa Ốc Nam Sang. Đây, khách du lịch rất đông đấy các bạn. Thôi nhá, bây giờ thì chúng em phải về đất liền đã. Đây. Tùng Anh ơi, cười cái nào, Tùng Anh đẹp trai nào. Đang quay nào. Rồi, chào toàn thể quý vị các bạn nhá. Rồi, tôi chứng kiến đây, cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của tôi.